Rồi xin chào quý anh chị nha. Rồi giờ này 6 giờ sáng. Giờ này là 6 giờ sáng rồi. Bữa nay trời rất là lạnh, mà thường hay lạnh là trời nó sẽ không mưa, ít có mưa hơn. Số 19 này đầu tiên là hôm nay có đài Quảng Ngãi này, thứ bảy nha anh chị. 28, 19, 37, cây đất 5 này, 73 này, 91 này, 65 này. Không 2 3 3 3 3 9 20 này, 11 này, 02 này, 85, 48, 53, 67, 76, 94 này, 93, 92, 00, 95, 96, 77, 12, 03, 85, 03, 51, 46, 454, 49, 30, đó. Nè chị. Số này thấy cũng đẹp nha chị. 5503 này. 5503 số cũng đẹp. Trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau khi hai nước trở thành đối tác chiến lược năm 2018. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Chúc anh chị mình may mắn phát lộc có tài nha anh chị. Anh chị nào mua số hay điện thoại cho em số Zalo, số các bạn luôn nha anh chị. Zalo các bạn 0968634712 Zalo nha anh chị. Số điện thoại luôn nha. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Anh chị mua số cứ điện cho em, có gì em giữ số cho anh chị, hoặc là anh chị lấy trước 5:20 nha anh chị. Đó, 5:20 chiều hôm nay tại miền Trung nha anh chị. Ngày 18 này tháng 11 2023 thứ bảy nha. Rồi, xin chào quý anh chị luôn nha. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã xem video của em nha.